Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Trấn Thành và Hari Won đã kết hôn được 4 năm, cặp đôi từng hứng chịu khá nhiều chỉ trích, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã thay đổi, Trấn Thành và Hari Won trở thành cặp đôi vợ chồng được yêu mến bậc nhất trong showbiz. Sau khi về chung một nhà, sự nghiệp của cả hai ngày càng thuận lợi, tình cảm mặn nồng. Dù vậy, trên thực tế, Hari Won lẫn Trấn Thành vẫn còn trăn trở chuyện con cái. Dù không vội vàng trong việc có con, nhưng cả hai cũng không giấu chuyện muốn có một em bé. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, Hari Won khiến mọi người xót xa khi tiết lộ việc căn bệnh ung thư cổ tử cung vẫn chưa hoàn toàn khỏi, có thể quay lại với mình bất cứ lúc nào. Trong trường hợp xấu nhất, nữ ca sĩ sẽ không thể mang thai. Bất ngờ, không lâu sau khi tiết lộ nguy cơ bị vô sinh, Hari Won lại vướng nghi vấn mang thai. Thông tin này được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội, xuất phát từ bức ảnh mà bà xã Trấn Thành đăng tải trên trang cá nhân. Trong hình, Hari Won đứng bên bức tượng phụ nữ to gần gấp đôi mình. Sẽ không có gì đáng nói nếu như vòng hai của cô nàng không lớn lạ thường. Trong hình, bà xã Trấn Thành cũng có da có thịt hơn bình thường. Nhìn vòng hai của Hari Won lớn hơn bình thường, dân mạng bắt đầu đồn đoán nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng của Trấn Thành. Hàng loạt bình luận để lại dưới bức ảnh của Hari Won để hỏi rõ nhưng chưa nhận được câu trả lời. Bên cạnh những nghi ngờ, đồn đoán, một số người khẳng định Hari Won không hề mang thai mà chỉ đang tăng cân hoặc do góc chụp mà thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên giọng ca Anh Cứ Đi Đi vướng nghi vấn mang thai. Trước đây, cô nhiều lần bị dân mạng đồn có bầu rất nhiều, song đều là tin không chính xác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.